Rồi, thì các nhà quảng cáo Việt Nam chạy quảng cáo bùng tiền rất nhiều. Bùng tiền là như thế nào? Bùng tiền tức là chúng ta chạy quảng cáo trên Facebook, đáng lẽ là chúng ta phải trả tiền Facebook, nhưng mà chúng ta không trả. Chúng ta tìm cách qua mặt và không trả tiền cho Facebook. Cho nên là Facebook nó phải siết chặt cái việc đó. Cho nên là có những cái tài khoản quảng cáo của chúng ta có ý định bùng hoặc không có ý định bùng, nhưng mà chúng ta cũng có thể bị vô hiệu hóa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái nhà quảng cáo ở Việt Nam thì thường là chạy những cái sản phẩm và dịch vụ mà Facebook cấm hoặc không khuyến khích chạy hoặc là vi phạm rất là nhiều. Ví dụ như thế này, ví dụ như là thuốc tăng cường sinh lý nam, tăng cường sinh lý nữ, hay là chạy giảm béo, giảm cân kiểu kiểu như thế. Những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng đôi khi không không hề biết rằng là các cái nhà quảng cáo như vậy là người ta không được phép chạy. Nhưng mà vì lợi nhuận, đúng không ạ? Cái loại mà chúng ta thấy là các đông y rồi nhà tư ba đời nó chạy rất nhiều. Nó gây ra những hệ lụy rất là lớn cho xã hội và chúng ta là những người đang phải gánh chịu. Vậy thì một như anh Sinh làm kiến trúc, làm sao tài khoản tôi lại bị chết vô lý? Hay là chị Phượng bán mỹ phẩm, hay là anh Viện bây giờ bán âm nhạc thì làm sao lại chết tài khoản? À, bởi vì hệ thống của Facebook họ không thể ghi nhận được rõ ràng hết tất cả những việc đấy. Họ chỉ thấy là chúng ta có những cái nghi ngờ, họ chỉ thấy chúng ta có những cái dấu hiệu như thế là chúng ta sẽ bị siết tài khoản, siết, và cái tỷ lệ mà bị hỏng, bị nhầm rất là cao. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta bị chết tài khoản rất nhiều. Đó. Trước đây nhé, ví dụ trước đây mà khoảng 10 năm trước đi, lúc mà Facebook bắt đầu có hệ thống quảng cáo thì sáng lập cái tài khoản ra phát 1 phút sau chạy quảng cáo vập, không có vấn đề gì cả, chạy các loại dịch vụ đều không bị chết, rất là ít khi bị chết, bởi vì lúc đấy nó cần khách hàng. Thế bây giờ thì cái số lượng nhà quảng cáo nó rất là lớn rồi, doanh thu nó rất là lớn rồi, và nó không phải là nó không cần khách hàng nữa mà nó cần những khách hàng tử tế. Xu hướng của nó là muốn có những cái tài khoản quảng cáo chạy doanh nghiệp và nó có thể kiểm soát được về mặt pháp luật, về mặt thuế má, vân vân, chứ không phải là nó chỉ đơn thuần là chúng ta chỉ chạy quảng cáo đâu các bạn ạ. Đấy là tôi nói sơ sơ cho các bạn một vài thông tin để các bạn biết là ồ, tại sao tôi lại bị chết tài khoản, nó có lý do của nó chứ không phải tự dưng. Và những người như chúng ta bây giờ đang gọi là chạy quảng cáo thì lại không có tài khoản, rất mệt mỏi. Thế tôi cũng đã gửi cho các bạn cái slide, tôi sẽ nói cũng nhanh thôi, tôi sẽ nói cũng nhanh thôi. Thế thì hầu hết mọi người đều đang rất là muốn tìm thêm cái cơ hội kinh doanh và bán hàng online bởi vì dịch bệnh, đúng không ạ? Bởi vì dịch bệnh. Thế tôi sẽ nói rất là nhanh cho các bạn là dịch bệnh ở Việt Nam ấy, dịch Covid ở Việt Nam ấy, thì các bạn phải xác định là đến quý 2 của năm 2022 mới cơ bản là ổn. Tức là ít nhất khoảng 1 năm nữa. Đấy. Trong cái kế hoạch kinh doanh của các anh chị và các bạn tính gì thì tính nhá. Còn từ giờ Tết, Tết năm nay tôi nghĩ là phần lớn là vẫn dịch dã thôi. Đấy. Hà Nội là ngày mai bắt đầu mở mở cửa lại một số các cái cửa hàng ăn uống, spa, cắt tóc, gội đầu. Đấy, nhưng mà đấy là được mở lại, nhưng mà nó vẫn yêu cầu phải giãn cách, nó vẫn yêu cầu phải thế này thế khác, tức là cái điều kiện chống dịch nó rất là ngặt nghèo. Nói chung là doanh thu suy giảm đáng kể, rất đáng kể nhá. Và dịch vẫn rất căng thẳng cho đến khi nào mà khoảng 70 đến 80 triệu dân chúng ta được tiêm ít nhất 2 liều vaccine cho một mũi, cho một cái loại. Thậm chí bây giờ thế giới rất nhiều quốc gia họ đang tính đến chuyện là phải tiêm 2 3 loại vaccine chứ không phải tiêm một loại. Và trong khi đó chúng ta bây giờ tiền để mua một loại mỗi người 2 mũi còn đang chưa có. Thế thì học Facebook của thầy Văn Anh, thầy nói chuyện Covid làm gì? Thầy nói như thế để các anh chị biết rằng là các anh chị phải xác định bán hàng online mạnh vào, chứ còn dịch là rất căng thẳng nha, ít nhất trong 1 năm tới, tin tôi đi nha. Còn những cái gì chúng ta đã chứng kiến rồi 1,5 năm vừa qua, ai làm ăn
thua kém ai làm ăn được hơn mọi người cũng đã biết, và dịch cũng đã căng thẳng như nào mọi người cũng đã biết đúng không ạ? Thế thì cái xu hướng bán hàng online ở Việt Nam nó đang rất là phát triển. Đấy, nhờ dịch bệnh cũng như là có các cái yếu tố về mặt công nghệ nó hỗ trợ cho chúng ta, như là các cái sàn thương mại điện tử, các cái dịch vụ thanh toán trực tuyến, app rồi thì chuyển tiền online rồi thì ví, rồi thì ở các thành phố lớn nó có các dịch vụ gọi xe. Dịch vụ gọi xe có ý nghĩa gì? Nếu không có dịch vụ gọi xe như này, chúng ta kiếm người làm ship hàng rất là khó. Cho nên là Grab đúng không ạ? Grab ship hay là Be hay là Baemin vân vân, đấy là những cái dịch vụ mà nó cho phép chúng ta có thể bán hàng online trong thành phố rất là tốt. Đó. Còn ở ngoài thành phố, ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể có những cái giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm rồi thì Viettel Post vân vân. Các công cụ bán hàng online rất cũng rất là sẵn. Ngoài Facebook thì chúng ta có Google, chúng ta có Zalo, chúng ta có YouTube, chúng ta có TikTok, chúng ta có website, chúng ta có email marketing, chúng ta có mảng báo chí, tức là rất nhiều kênh cho việc bán hàng của chúng ta. Đấy. Rồi thì các cái chương trình đào tạo học trực tuyến để nâng cao chất lượng, nâng cao hiểu biết cho các cái CEO cũng rất là nhiều. Thì đấy là cái một số những cái lợi thế để cho thấy rằng nếu như anh chị mà muốn bán hàng online thì nó là tương lai rất là tốt, nó không có chuyện là hôm nay nó mạnh ngày mai nó yếu đâu, mà nó sẽ rất là mạnh mạnh liên tục trong thời gian dài. Đấy. Và ở Việt Nam thì Việt Nam là một trong những quốc gia mà rất là chuộng, rất là yêu thích về internet cũng như là mạng xã hội. Đấy. Với khoảng 97 triệu dân, trong khi đó thì có 145 46 triệu cái điện thoại và khoảng gần 70 triệu người sử dụng internet, và trong đó là khoảng 66 triệu người sử dụng mạng xã hội. Tức là dân Việt Nam rất là thích mạng xã hội, rất là thích internet, được chưa ạ? Và chúng ta nhìn thấy rằng là cái thời gian mà sử dụng mạng xã hội cũng như là internet ở Việt Nam rất là lớn. Trung bình một người hiện nay sử dụng khoảng 7 tiếng một ngày. Đấy, bao gồm là đi làm, đăng nhập vào bỏ đấy. Đấy. Rồi lướt Facebook ở khắp mọi nơi, quán ăn, nhà hàng, trong bữa ăn, trong nhà vệ sinh, trong cuộc họp. Thế thì những cái chỉ số này tôi lướt qua để làm gì? Tôi lướt qua để các anh chị thấy rằng nó củng cố cái vấn đề lòng tin, củng cố vấn đề về tri thức để mọi người yên tâm, mọi người có thể bán hàng online được. Đấy, mọi người không phải sợ là liệu rằng em kinh doanh có thành công không, hay là em bán hàng online liệu có cửa không nha. Chỉ cần có sản phẩm và dịch vụ đủ tốt, mọi người sẽ luôn luôn có khách hàng. Đấy. Và bây giờ chúng ta thấy là ví dụ như một cái khóa học của tôi, các anh chị thấy đấy, tôi đi làm suốt, tôi ngồi tôi chạy quảng cáo, thế là có khách hàng thôi, và đến ngày đến giờ thì là tôi vào tôi dạy thôi, đúng không ạ? Các bạn thấy là các bạn học từ tôi thôi, đơn giản nhất, cũng có học viên, thế thì mọi người bán hàng cũng sẽ có khách hàng. Đấy, thị trường nó rất là tốt. Người Việt Nam thì sử dụng internet để đọc báo, xem phim, nghe nhạc, chơi game, tìm kiếm thông tin, mua hàng, tham gia diễn đàn mạng xã hội, thì trong đó ta quan tâm nhất đến hai cột. Đấy là cột tìm kiếm thông tin, mua hàng và tham gia diễn đàn xã hội. Đây là cái căn cứ để chúng ta bán hàng. Các cái sản phẩm được bán nhiều ở trên mạng đó là hàng hóa và các dịch vụ khác, dịch vụ spa và làm đẹp. Trong đó có nghĩa là thời trang mỹ phẩm của tôi với cả của chị gì Tokyo nhỉ? Tự dưng tôi chị Phượng đúng không ạ? Đó. Rất là tốt, nên là mình cứ bán đi. Đấy, cứ bán đi. Đó. Các dịch vụ tư vấn đào tạo, ví dụ như chị Kim Dung dạy tiếng Anh cho trẻ và dạy tiếng Anh qua Zoom hay là qua các app bằng trực tiếp với người nước ngoài, tôi nghĩ rất là ok, không có vấn đề gì cả. Đấy. Chị có thể tạo ra những cái sản phẩm mới, thí dụ như là tiếng Anh hùng biện, rồi tiếng Anh bằng văn học Mỹ, hay là tiếng Anh du học, hay là đấy, những cái mà chúng ta vẫn là tiếng Anh thôi, nhưng mà chúng ta đưa thành những cái sản phẩm nó rất là rõ ràng ra. Đấy, hay là luyện IELTS theo theo lộ trình có cam kết thì chúng ta sẽ có khách, học qua Zoom, chữa bài qua Zoom không có vấn đề gì cả.
hay Google Meet nó cho phép chúng ta làm. Người Việt mua hàng qua web, qua diễn đàn và qua ứng dụng di động rất là nhiều. Đấy. Nha, thì cho nên là nếu ai chưa có web thì làm đi. Ai chưa phát triển mạng xã hội thì làm đi. Và ai chưa có app thì cũng sẽ làm đi. À, một số những yếu tố quyết định mua sắm trực tuyến, đây là nói chung nhé, không nói riêng cho bất kỳ ai. Thì mọi người cần biết cái này để làm gì? Mọi người cần biết cái này để sau này mọi người sẽ viết content, mọi người sẽ tư vấn cho khách hàng của mình tại sao khách hàng lại mua hàng của mình. Yếu tố về website, ứng dụng, giao diện đẹp, công nghệ nhanh, đấy, rồi thì tăng tương tác, rồi thì truy cập rất là mượt mà, đấy, cách thức đặt mua hàng rất là tiện lợi, bảo mật. Thế nào là tiện lợi? Ví dụ như là nó chỉ vào nó hỏi là cái này bao nhiêu, đúng không? Thế là mình đã phải trả lời rất là chi tiết rồi, chứ mình không phải là mình kệ nó, mình phải là coi thường là khách hàng thế này thế kia, đúng không ạ? Vì khách hàng họ muốn tiện lợi, dịch vụ chăm sóc khách hàng phải tốt, chính sách đổi trả bảo hành phải tốt. Hiện nay khách hàng bị lừa rất nhiều, cho nên là họ muốn mình phải được đổi trả, mình phải được xem hàng trước khi mua, phải cảm nhận được sản phẩm trước khi mua. Đấy, cho nên ấy, mọi người sẽ lưu ý rằng là tất cả những cái CEO, tất cả những người bán hàng đều đang học tôi hoặc học các thầy cô khác hoặc rất nhiều các cái đơn vị khác, thì họ cũng mong muốn bán được hàng, và càng nhiều người tham gia vào bán hàng thì cái việc bán hàng nó càng trở nên khó, và nó đòi hỏi các bạn phải có sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, chất lượng tốt, giá tốt, đấy, cách thức tư vấn tốt. Ok đấy nha. Rồi thì vấn đề vận chuyển này, free ship hay tốc độ vận chuyển này, uy tín thương hiệu của người bán này, giá cả này. Đấy, quảng cáo cũng là một trong những yếu tố ra quyết định mua rất là nhiều. À, cái này rất là hay này. À, có một cái thông số Facebook họ thống kê là 85% người Việt sẵn sàng mua một sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà không cần biết đến thương hiệu lần đầu. Điều đấy cho thấy rằng là chỉ cần bạn chạy quảng cáo đủ tần suất là sẽ có khách hàng. Đấy. Thế thì nhưng bây giờ đủ tần suất là như thế nào? Tức là mình chạy quảng cáo ngân sách lớn thì mình sẽ có khách, nhưng mà mình có lời hay không thì không biết được. Bởi vì mình chạy ngân sách lớn mà mình không chuyển đổi tốt thì mình sẽ bị lỗ. Đó. Và yếu tố người thân, người quen giới thiệu nha. Mọi người bây giờ học tôi thì tôi cũng xin chúc mừng là một cái sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà tôi cũng xin chia buồn là bởi vì mọi người học tôi quá muộn. Mặc dù tôi là thầy và tôi đang dạy các bạn, các anh chị, nhưng mà tôi cũng phải chia sẻ nói thật là các anh chị học quá muộn. Tại vì 10 năm trước quảng cáo Facebook nó vô cùng dễ và rẻ thì chẳng thấy ai học cả, đúng không ạ? Lúc đấy nó vô cùng là rẻ. Rẻ là thế nào? 1 triệu Việt Nam đồng tiền chạy quảng cáo tiếp cận 1 triệu lượt, mà bây giờ chúng ta chạy 1 triệu nó tiếp cận được có 8 đến 10 nghìn lượt, nó rất là đắt, nó rất là đắt, mà chưa kể tài khoản nó chết liên tục. Ok. Đấy. Vì sao khách hàng không mua hàng? Họ lo ngại về sản phẩm chất lượng, vân vân. Họ lo ngại thông tin bị tiết lộ, giá cả thì không rõ ràng, bị đắt, dịch vụ chăm sóc hàng kém, website app thì không ngon lành, không mượt mà, cách thức mua hàng này phức tạp lằng nhằng, chat hỏi xong đến một ngày vẫn không trả lời thì quay lại trả lời nó mua xong rồi.